Vâng, những đôi loa chatbot T10 Plus bên em về được 5 đôi thì có bác, 4 bác đã lấy rồi. Và một đôi cuối bác nào lấy thì hãy nhanh tay nhé, vì hàng rất là ít ạ, không có nhiều mà nghe tiếng cực kỳ hay. Vâng, đôi này đầu tiên đó là của anh Thiện, của anh Thiện ở Cần Thơ. Anh lấy cho mình một đôi loa chatbot T10 Plus và một đôi loa thùng JBL, một đôi loa thùng Pioneer 25TL. Vâng, một đôi loa bãi Pioneer 25TL bass 25. Vâng, những đôi loa này thì những đôi loa Nhật bãi còn rất là đẹp, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất tốt và bảo đảm bảo cho các bác và anh em hát karaoke rất tuyệt vời luôn, vì nó sở hữu màng carbon bass rất sâu. Thì đó là anh lấy cho mình một đôi loa chatbot T10. Vâng, loa chatbot T10 thì bên hôm qua em cũng giới thiệu rồi, bên em về được mấy đôi, 5 đôi thì có 4 bác lấy rồi. Thì bác nào mà muốn lấy cho mình một đôi loa Bose T10 cực đẹp này như thế này thì các bác hãy liên hệ ngay cho bên em nhé, cực đẹp luôn, 5 đôi như một luôn, đẹp long lanh. Và cái Bose T10 Plus đây ạ, vâng, hàng made in Mexico các bác nhé, hàng made in Mexico, cực đẹp, cực chuẩn luôn. Riêng nói đến hàng Bose thì các bác yên tâm, khẳng định các bác là nghe cực hay. Đây là dòng chatbot giấy cao cấp mà nhựa nguyên sinh, thân thiện với môi trường. Đó thì em cũng bắt đầu test cho 4 bác. Đây là của anh Thiện này. Vâng, của anh Thuyết này. Về phát hết luôn các bác ạ. Vâng, và anh Sảng này. Đó, chatbot T10. Anh Thắng ở Lào Cai này. Đấy, anh Sảng ở Hà Nội này, Đông Anh Hà Nội này. Đó, và anh Thuyết ở Bắc Ninh. Vâng, 4 đôi các bác, 5 đôi các bác đã đặt 4 đôi rồi. Vâng, thì những đôi là chatbot bãi T10 như thế này, tiếng rất là hay, mịn, dẻo, thì bên em test gửi cho các bác để tránh trường hợp nó bị lỗi. Vì thế các bác yên tâm nhé, vì thế các bác yên tâm là bên em sẽ test rất là đảm bảo, đóng gói cẩn thận. Vâng, những đôi loa Pioneer 25TL, hàng bãi Nhật đẹp quá. Và kết hợp với một đôi loa chatbot cong T10 Plus. Thì đây là nhạc không có chép các bác nhé, nhạc em chưa mở chép đâu ạ. Chưa mở chép, để các bác nghe, nó thiếu giải nhé. Mặc dù cái đôi loa Pioneer chép rất là cao rồi, nhưng nghe muốn sáng hơn nữa thì chúng ta lên thêm một đôi loa chép Bose T10 Plus. Đó, em test lần thì lưỡi bên em sẽ bắt đầu test lần lượt từng đôi một. Còn một đôi cuối bác nào đặt hãy nhanh tay nhá, hãy nhanh tay đi ạ, không lại hết đấy ạ. Vâng, về rất là ít thôi ạ, 5 đôi thôi. Vâng, bây giờ em kết nối chép vào các bác nhá. Chép cực sáng luôn, chép cực sáng luôn. Đó, chép cực sáng. Đấy, các bác thấy không? Rất nảy luôn. Rất nảy. Đó. Sáng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta chưa hỗ trợ chép. Đó, một đôi để trên những đôi loa chính thì nghe cực phê. Đó. Cực đẹp. Đó, chép bốt tên 10 vào lớp các bác nhé. Đấy, nghe cực sáng. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả 4 bác đã lấy cho mình những đôi loa chép Bose T10 Plus. Vâng, hiện tại những cái sản phẩm này thì bên em đã test lần lượt rồi, hoạt động rất ổn định rồi, thì các bác đã nghe được tiếng của nó rồi. Rất dẻo, rất hay, rất mịn, rất sáng. Vâng, bác nào mà muốn lấy cho mình những đôi loa chép Bose T10 Plus cuối cùng thì các bác hãy liên hệ ngay cho công ty bên em theo số là trên video. Và địa chỉ của công ty bên em ở 133 phố Trường Lân, Long Biên, Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp và trải nghiệm nhé.